già của Trấn Thành đã lập nhiều kỷ lục, thu về số tiền lớn từ những suất chiếu sớm. Tuy nhiên, cùng với đó là tình trạng spoil tình tiết phim khiến Trấn Thành cũng phải lên tiếng. Mới đây, trên trang cá nhân, Trấn Thành đã đăng tải bức tâm thư bày tỏ cảm xúc khi phim bị tiết lộ nội dung. Anh năn nỉ, mong quý vị đừng tiết lộ tình tiết quan trọng của phim Bố Già lên mạng xã hội nữa. Nguyên nhân là do anh muốn người xem được tận hưởng những bất ngờ trong phim. Nếu cứ đem hết chúng lên mạng xã hội thì còn gì hấp dẫn để khán giả đến rạp nữa. Việc này khiến nam diễn viên không khỏi đau lòng. Tôi ngồi thừ người ra, tự hỏi sao người ta làm vậy với tôi chứ. Tôi mới chiếu sớm có 3 ngày thôi quý vị ơi, còn chưa tới ngày công chiếu nữa mà đi kể hết nguyên phim người ta ra. Không thấy tội cho công sức của đoàn phim và anh em diễn viên hay sao? Tôi đau lòng buồn cả buổi chiều đến giờ. Vì thấy mọi người hình như không còn giới hạn nào dành cho nhau nữa, Trấn Thành mong rằng mỗi người hãy tự đặt mình vào vai của nạn nhân để cảm nhận được đau buồn là như thế nào. Ngay dưới bình luận, nhiều người cũng đã lên tiếng ủng hộ Trấn Thành. Cư dân mạng mong rằng tình trạng tiết lộ nội dung phim sẽ chấm dứt. Bên cạnh đó, mọi người cũng đã để lại bình luận chỉ trích những người chỉ vì câu view mà sẵn sàng đạp đổ bát cơm của người khác. Hiện tại, bộ phim Bố Già vẫn đang chiếm sóng khắp mạng xã hội và đạt kỷ lục phòng vé. Còn bạn, bạn nghĩ gì về tâm thư của Trấn Thành? Hãy chia sẻ ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé!